thủ tục bảo lãnh hôn thê, hôn phu, đi Mỹ. Visa K-1. Visa K-1 là gì? Visa K-1 là visa không định cư, cho phép công dân Mỹ bảo lãnh hôn thê, hôn phu, đã đính hôn nhưng chưa kết hôn, qua Mỹ để kết hôn với công dân Mỹ và sau đó sẽ nộp đơn xin thẻ xanh thường trú nhân tại Mỹ. Chỉ có công dân Mỹ mới được bảo lãnh hôn thê, hôn phu. Thường trú nhân không được phép bảo lãnh hôn thê, hôn phu. Tiến trình bảo lãnh hôn thê, hôn phu trải qua các bước sau. 1. Nộp đơn bảo lãnh cho Sở Di trú. Hồ sơ sẽ được gửi đường bưu điện cho Sở Di trú. 2. Giấy thông báo số 1. Thông báo hồ sơ đã được Sở Di trú nhận. 3. Giấy thông báo số 2. Thông báo hồ sơ được Sở Di trú chấp thuận hoặc từ chối. 4. Trung tâm chiếu khán quốc gia NVC. Sở Di trú sẽ chuyển tiếp hồ sơ qua NVC. 5. Trung tâm chiếu khán quốc gia đến lãnh sự quán Mỹ. NVC sẽ gửi cho quý vị mã số hồ sơ và chuyển tiếp hồ sơ qua lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. 6. Thu thập hồ sơ. Làm theo hướng dẫn của lãnh sự. 7. Khám sức khỏe. Quý vị sẽ đặt lịch để được khám sức khỏe và chích ngừa. 8. Phỏng vấn với lãnh sự. Quý vị sẽ được tham dự buổi phỏng vấn với viên chức lãnh sự quán. 9. Cấp visa. Visa sẽ được cấp trên hộ chiếu và được gửi lại cho quý vị trong vài ngày. 10. Đến Mỹ. Quý vị phải đến Mỹ trong thời hạn visa cho phép. 11. Kết hôn. Quý vị có 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh Mỹ để kết hôn. 12. Xin thẻ xanh. Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, quý vị phải nộp đơn xin thay đổi tình trạng di trú. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118 hoặc 028-3511-7684.